Phòng ở chỗ nào em? Trung kính.
Vâng, nào anh nghe các anh qua đấy đấy. Tham quan offline của bây giờ có công trình ở Hà Nội. Vâng. Chi này dự kiến tháng mấy hoàn thiện này? Đúng rồi, lấy áo như này nhỉ? Chuyên nghiệp đồng phục này vậy. Tính vô cái cổng đi nha. Tính vô cái cổng này rồi mai chơi nha. Trước kia nó mà không xây nó gần vào giữa rồi, bây giờ mình xây 6 phần là ổn vào giữa cửa luôn. Người ta nghe không? Ở này 3D như nào nè, bên đấy không chơi. Vẽ này bên đấy không chơi. Ở cái ảnh 3D chụp kia là bên nó vẽ là bên mình. Không, ý là vẫn chơi bên này, còn bên này thì không chơi. Bên này chỉ có cục bê tông 200 này thôi. Là tắt vào mép cổng luôn. Thì nó mới đẩy thì tăng gần sang đây thì cứ qua cửa ấy được chứ. Cửa nó hay. Trước hai ngày tôi vẽ thì có cái bơ đấy. Giờ mình chỉ để nó bơ mình chơi cho đấy là nó lại giật lên bắt đầu phân thôi. Thank you.